Chào các bạn, đây là môn kỹ thuật lập trình mã CO 1027. Phần này chúng ta sẽ thảo luận qua về giải thuật và những vấn đề liên quan đến biểu diễn giải thuật. Thì như các bạn đã biết đó là thông thường khi chúng ta gặp một bài toán trong ngành máy tính này thì cái việc mà đưa ra lời giải thường sẽ dính líu tới việc bạn đưa ra cái giải thuật để giải quyết nó. Thì giải thuật ở đây được hiểu là gì? Là một danh sách những cái thao tác mà bạn cần thực hiện để giải quyết bài toán đó. Thì chúng ta có nhiều cái cách để biểu diễn giải thuật khác nhau. Như các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có ba cái cách biểu diễn cơ bản, đó là sử dụng văn bản, sử dụng mã giả và sử dụng lưu đồ, hay còn gọi là flowchart. Thì sử dụng văn bản thì nó là một cái cách khá là cổ điển và rất là dễ cho các bạn để các bạn biểu diễn một cái bài toán. Thì ví dụ như là các bạn có thể mô tả để giải phương trình bậc 2 thì chúng ta cần phải làm những bước sau đây: bước 1 đọc tham số, bước 2 kiểm tra tham số có đúng hay không, bla bla, bước 3 tính delta, vân vân. Thì đó là cái cách biểu diễn bằng văn bản bình thường. Tuy nhiên là đối với chúng ta trong ngành này, chúng ta thường sẽ sử dụng phương pháp biểu diễn bằng mã giả. Thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về mã giả và lưu đồ trong phần này. Thì mã giả là gì? Như các bạn có thể thấy, mã giả ở đây đó là một cái cách để biểu diễn giải thuật mà độc lập với ngôn ngữ lập trình. Hay nói cách khác là nó không quan trọng cái chuyện là bạn đang sử dụng ngôn ngữ nào để hiện thực không. Nó chỉ nói cái cách mà bạn sẽ giải quyết vấn đề từng bước mà thôi. Ví dụ như các bạn thấy ở đây chúng ta có một cái mã giả. Mã giả này là một cái việc là sinh ra một cái âm thanh ngẫu nhiên. Thì để làm cái công việc này nó sẽ làm gì? Nó sẽ đi lọc với một cái giá trị y nào đó chạy từ 1 tới 100. Rồi các bạn lại sử dụng một cái biến đặc biệt, biến đó tên là print number. Biến này được gán là bằng true, tức là đúng. Thì nếu như cái biến y trong cái vòng lập của các bạn là chẵn thì các bạn sẽ kiểm tra xem các bạn có in số hay không. Nếu như cái in số này được bật thì các bạn sẽ in ra một cái số ngẫu nhiên nào đó. Còn nếu như không thì các bạn sẽ chơi một cái âm thanh ngẫu nhiên nào đó, vân vân. Còn nếu như nó là lẻ thì các bạn sẽ in ra là lẻ, và cứ như thế cho tới hết vòng lập. Như vậy các bạn thấy gì? Cái chuyện mà đọc mã giả nó khá là đơn giản. Nó giống như cái cách chúng ta đọc ngôn ngữ tự nhiên vậy. Nó chỉ khác một điều là gì? Là bạn viết nó ở dưới một cái dạng có tổ chức và có cấu trúc, và nó ngắn gọn, xúc tích hơn so với các bạn biểu diễn bằng những cái câu văn tự dài. Thì rõ ràng là những cái mà các bạn đang thấy ở bên tay phải này là độc lập với ngôn ngữ lập trình. Nó không đại diện cho bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào mà các bạn sẽ sử dụng. Rồi, như vậy thì để viết mã giả các bạn sẽ có một số cái quy tắc như sau. Những cái quy tắc này là những cái có thể gọi là những cái hướng dẫn, guideline cho các bạn để các bạn viết. Nhưng mà nó không nhất thiết là một cái luật cứng ha. Bởi vì thật ra là chúng ta không có luật gì khi viết mã giả, trừ khi các bạn tham gia một tổ chức nào đó và họ đưa ra cái quy định là bạn phải viết cái pseudocode theo một cái quy tắc này hay quy tắc kia. Đúng không? Rồi, thì tôi sẽ không nói nhiều về cái mã giả này nữa bởi vì nó khá là đơn giản. Và các bạn sẽ thấy thông qua những cái ví dụ mà chúng ta sẽ làm từ đây trở về sau. Nói về biểu diễn giải thuật thì chúng ta không thể nào không nói đến cái việc biểu diễn bằng lưu đồ. Thì lưu đồ ở đây là gì? Lưu đồ ở đây là một cái dạng, một cái hình giúp cho các bạn hình dung được từng bước thực thi của giải thuật. Thì nó chỉ có những cái hình đơn giản mà các bạn sẽ gặp thôi. Ví dụ như là những cái hình như sau. Các bạn có thể thấy những cái flow line là những cái đường để chỉ hướng chạy của giải thuật hoặc là dữ liệu. Và các bạn có những cái quan trọng như là cái này, dùng để biểu diễn một cái ra quyết định. Hay cái này là dùng để biểu diễn một cái quy trình, một cái thủ tục nào đó. Và cái hình bình hành này được dùng để biểu diễn input output
Cái on-page connector này được dùng để biểu diễn những cái kết nối của luồng dữ liệu cũng như luồng thực thi. Cái này dùng để mô tả như các bạn biết, và chúng ta có off-page connector. Thì thỉnh thoảng các bạn vẽ một cái lưu đồ mà lưu đồ của các bạn quá lớn trên nhiều trang á, thì các bạn sẽ cần phải dùng cái off-page connector này để nối từ trang này qua trang kia, vân vân. Thì đối với lưu đồ, các bạn sẽ chú ý những điều sau đây. Lưu đồ thì nó, xin lỗi, ở khúc này tôi có lưu ý cho các bạn những cái chi tiết và những cái hình mà các bạn thấy ở cái slide phía trước. Các bạn có thể follow cái guideline này để các bạn vẽ cho chính xác ha. Thì phần này chỉ là mô tả chi tiết hơn thôi. Các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có một cái ví dụ về lưu đồ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn cái mã giả, cái pseudocode ở bên tay trái, để chúng ta ánh xạ nó qua cái lưu đồ bên tay phải. Rồi, vậy thì với cái lưu đồ này, bước đầu tiên của các bạn làm là bước nhập AB, đúng không nào? Thì bước nhập AB của cái mã giả này sẽ tương ứng với cái hình nhập AB ở bên lưu đồ này, đúng không? Chúng ta bắt đầu mọi thứ bằng việc nhập AB. Như vậy trong cái vòng lặp này các bạn có thì trong khi mà B vẫn còn dương thì các bạn sẽ làm những thứ trong vòng lặp này. Như vậy rõ ràng các bạn phải kiểm tra cái điều kiện B lớn hơn không. Như vậy cái việc kiểm tra điều kiện của bạn nằm ở đây. Nếu như B lớn hơn không mà là đúng thì các bạn sẽ làm gì? Kiểm tra điều kiện coi A có lớn hơn B hay không. Nó tương ứng với cái câu lệnh rẽ nhánh ở đây, được chưa? Nếu như A lớn hơn B thì các bạn sẽ thực hiện A bằng A trừ B, nó nằm ở đây, được chưa? Và nếu như không thì các bạn làm cái thao tác này, nó tương ứng với đây. Và cả hai cái thao tác mà các bạn thấy đều dẫn đến cái việc này, đều dẫn đến cái việc là các bạn sẽ quay trở lại đầu vòng lặp. Như vậy cái chỗ này là cái chỗ mà các bạn sử dụng on-page connector để nối hai cái luồng thực thi lại với nhau. Và khi bạn nối được hai luồng thực thi thì nó sẽ quay trở lại đây, nó thực hiện vòng lặp. Như vậy nó sẽ phải kiểm tra lại cái giá trị B. Và nếu như B không còn lớn hơn không nữa thì nó sẽ phải đi ra khỏi vòng lặp. Và khi đi ra khỏi vòng lặp thì nó sẽ thực hiện thao tác cuối cùng, là thủ tục cuối cùng, là in ra cái giá trị A. Thì đó là cái sự tương ứng giữa một cái mã giả và một cái lưu đồ mà các bạn cần phải chú ý. Như vậy thì các bạn sẽ thấy ở đây là thực ra biểu diễn giải thuật khá là đơn giản. Các bạn phải biết cách làm, được không nào? Rồi, tôi sẽ quay trở lại với cái ví dụ về phương trình bậc 2 mà chúng ta đã bàn lúc trước. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái mã giả như sau. Đầu tiên là rồi, quadratic equations. Mã giả này sẽ yêu cầu chúng ta làm sao? Đầu tiên, input A, B, C as real numbers. Okay. Như vậy chúng ta có ba giá trị A, B, C là số thực, được không? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm cái bước thứ hai của giả thuật là compute delta. Okay. Rồi. Bước thứ ba chúng ta làm sẽ là gì? Check, đúng không? Nếu gì? Nếu delta mà âm thì in ra nào, tôi không nên viết như thế này. No solution. Ok, không có lời giải. Ngược lại thì chúng ta lại có gì? Nếu delta bằng 0 thì gì? Has one solution. S bằng gì? Bằng 2B chia 2.
Ngược lại thì các bạn sẽ có two solution, hai lời giải, hai nghiệm x bằng trừ b cộng trừ căn delta chia hai a. Ok, rồi đây là giải thuật mà các bạn thấy cho cái phương trình hai đó. Bây giờ chuyển qua lưu đồ flowchart. Từ cái giải thuật đó, các bạn có thể ánh xạ qua lưu đồ như sau. Tôi sẽ vẽ cho các bạn coi cái lưu đồ này khá là đơn giản luôn. Vậy chúng ta sẽ có start. Đây là cái chỗ bắt đầu, đúng không? Bước đầu tiên của các bạn làm sẽ là ABC. Thực ra nếu như chỗ này cái ràng buộc ABC mà các bạn có nhiều cái ràng buộc khác về ABC, ví dụ như ABC chỉ được là dương thôi chẳng hạn, thì các bạn phải có cái bước kiểm tra điều kiện nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta nhập số thực cho nên chúng ta sẽ khá là đơn giản trong cái lưu đồ này, tôi sẽ bỏ qua ha. Rồi, sau khi nhập ABC thì các bạn làm gì tiếp? Các bạn sẽ làm cái bước là tính delta. Như vậy cái thao tác tính của các bạn là các bạn sẽ biểu diễn nó bằng cái hình này. Các bạn sẽ tính delta. Sorry. Delta bằng b bình trừ của massa. Được chưa nào? Như vậy các bạn sẽ dẫn đến cái bước tiếp theo mà các bạn sẽ làm sau khi tính delta, đó chính là check điều kiện. Điều kiện ở đây của chúng ta là nếu như delta mà âm, đúng không? Nếu như delta là âm mà là đúng thì các bạn sẽ làm một cái thao tác là print. Chưa? Rồi, như vậy nếu như nó sai thì sao? Nếu như nó sai thì các bạn lại check cái điều kiện của delta tiếp. Nếu như delta mà bằng 0 là true thì các bạn sẽ có calculate x, x bằng trừ b chia 2 a. Xong rồi các bạn làm một bước nữa là print one solution và print s. Được chưa? Ngược lại nếu như delta không bằng 0 thì các bạn sẽ có gì đây? Trừ b cộng trừ căn delta chia 2a. Và với cái điều này thì các bạn sẽ làm cái bước tiếp theo, đó là print to solution x. Ok, và các bạn sẽ thấy là tất cả những cái này đều phải kết thúc. Như vậy tôi sẽ dùng cái gọi là in place connector, xin lỗi, đây. Ok, on page connector kết nối nó vào chưa. Rồi, và cuối cùng giải thuật này phải kết thúc. Như vậy các bạn sẽ có kết thúc ngay đây. Vậy đây là cái lưu đồ của một cái giải thuật đơn giản mà các bạn thấy. Như vậy việc biểu diễn một cái giải thuật bằng lưu đồ hay là
bằng mã giả thì đều khá là đơn giản. Hy vọng là các bạn có thể nắm được cái này để các bạn tiến hành biểu diễn giả thuật của mình tốt hơn trong những cái bài toán phức tạp hơn.